Rạng sáng 11 tháng 10, Pháp bước vào lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup gặp Belarus. Trước trận đấu này, Pháp đang xếp đầu bảng A, nhưng đương kim Á quân Euro vẫn cần một chiến thắng trước Belarus để chắc chắn có được tấm vé tới thẳng Nga mà không cần quan tâm tới kết quả của các trận đấu còn lại. Phút 27, Antoine Griezmann mở tỷ số trận đấu trước khi góp công kiến tạo để Oliver Giroud nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 33. Tuy vậy, Belarus cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Pháp với bàn thắng rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp 1. Sang đến hiệp 2, Pháp chơi tập trung và duy trì được tỷ số 2-1 đến cuối trận. Với kết quả này, Pháp chính thức giành tấm vé tới thẳng vào chung kết World Cup 2018. Ở bảng A, Thụy Điển xếp nhì bảng và giành quyền đá trận playoff.